Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Albania để đứng đầu bảng B, trong khi đó Italia đứng ở vị trí thứ hai, Croatia đứng thứ ba và Albania đứng cuối cùng. Bàn thắng ở phút 98 giúp Italia hòa Croatia 1-1 để giành vé vòng 1/8 Euro 2024, trong khi Modric và các đồng đội có nguy cơ bị loại. Italia sẽ gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8, trong khi đó Croatia chỉ còn cơ hội đi tiếp về mặt lý thuyết khi phụ thuộc vào nhiều đối thủ khác. Đánh bại Albania với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ 3 rạng sáng 25 tháng 6, tuyển Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng và giữ sạch lưới tại vòng bảng Euro 2024. Theo điều lệ giải, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội hình thứ 3 có thành tích tốt nhất ở bảng A, D, E hoặc F ở vòng 1/8. Football Roadtrip Ltd, công ty quảng cáo các chuyến tham quan Đức trong dịp Euro 2024, từng hứa hẹn mang đến một trải nghiệm bóng đá ly kỳ và độc đáo. Nhưng họ vừa thông báo rằng đã phá sản do chi phí tăng vọt sau đại dịch Covid-19, khiến hàng trăm người hâm mộ đến Đức rồi bị bỏ rơi. Các cổ động viên này bị mất tiền oan trên đất Đức, chưa biết đi đâu về đâu, trong khi đội tuyển nước nhà thì đá tệ, sở hữu những cột mốc đáng quên. Foden tranh thủ lúc rảnh rỗi để thỏa mãn đam mê câu cá từ thuở nhỏ. Trên mạng xã hội, nam cầu thủ tự hào khoe ảnh chụp thành quả là những con cá lớn xa lưới, trong đó có con nặng nhất gần 60kg. Hình ảnh Foden câu cá ngoài hồ cũng khiến người hâm mộ liên tưởng đến viễn cảnh sao trẻ sẽ câu được cá lớn trên sân Euro. Bởi lẽ, Foden vẫn chưa ghi bàn từ đầu mùa giải đến nay, dù được kỳ vọng có bước đột phá lớn khi đến Euro với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA bình chọn. Như vậy, đã xác định được 8 đội vào vòng 1/8, gồm có chủ nhà Đức và Thụy Sĩ ở bảng A, Tây Ban Nha, Italia ở bảng B, Anh ở bảng C, Hà Lan và Pháp ở bảng D, Bồ Đào Nha ở bảng F. Dù thi đấu không thực sự thành công, nhưng ở trận đấu cuối cùng của bảng C Euro 2024, giới điều hành thị trường vẫn đánh giá rất cao Anh. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tình hình thực tế, Anh không dễ có được chiến thắng lớn khi phong độ thất thường, chỉ thắng 1 trận tối thiểu 1-0 và hòa 1-1 sau 2 trận đã đá tại bảng C. Trở lại với trận đấu đêm nay, Anh cũng chỉ cần một điểm là chắc chắn đi tiếp. Và để giữ sức cho những trận đấu tại vòng knockout, huấn luyện viên Charles không đặt nặng nhiệm vụ thắng cách biệt cho các cậu học trò. Với trận đấu sinh tử giữa Đan Mạch và Serbia, để chắc chắn có vé đi tiếp, họ bằng mọi giá phải giành chọn 3 điểm. Tất nhiên, Đan Mạch là đội bóng được đánh giá cao hơn khi sở hữu thành tích đối đầu vượt trội khi toàn thắng 3 trận đấu vừa rồi. Song với một trận đấu sòng phẳng và trước đối thủ lì lợm như Serbia, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đan Mạch vẫn phải cẩn trọng tối đa nếu không muốn trả giá đắt. Bên kia sân, Serbia vừa trải qua 2 trận đấu tại bảng C với phong độ đáng lo ngại. Sau lượt trận đầu tiên để lại thất vọng, cả hai đội tuyển được đánh giá cao nhất bảng E là Ukraine và Bỉ đều đã có những chiến thắng cần thiết. Ukraine đang gặp nhiều bất lợi nhất với hiệu số -2. Trong trường hợp xấu nhất, Zinchenko và đồng đội hoàn toàn có thể rớt xuống vị trí chót bảng và xách vali về nước. Do đó, đội bóng thuộc vùng Đông Âu chắc chắn sẽ muốn có một chiến thắng trước Bỉ để tự quyết số phận của chính họ. Về phía đội tuyển Bỉ, họ cũng rất khao khát có được chiến thắng để làm bàn đạp tinh thần cho giai đoạn sau của Euro 2024. Chưa kể, Lukaku cũng đang rất nóng lòng có bàn thắng đầu tiên sau 3 lần bị va từ chối bàn thắng vì những lỗi khác nhau.